Trái cà cà chưa có chín luôn á, trái cà này sao nó lâu chín dữ ta, nó còn cứng ngắc à. nhiều khi nướng nó khô cứng vỏ ở ngoài chứ không chín cội. Không, nó còn cứng ngắc hả. Xin chào cô chú anh chị các bạn à, mình mới vừa mua cái đai cố định cái chân á các bạn. Mua cái đai mới, tại vì cái đai cũ của mình á, nó đổ lông. Mình xài nhiều quá cái nó đổ lông rồi các bạn. Mình cũng mua cái y như cũ luôn. Đây, đây cái cũ của mình nè, mình xài cái nó mình cái này là cái hít nè các bạn. Cái nó bị đổ lông đây nè. Bây giờ mình sẽ bỏ cái này mình mua cái mới. Cũng y chang luôn. Chung là à, hầu như là con trai mà ham đá banh đâu á là hay bị dây chằng lắm. Ủa vậy mấy người đá banh mấy 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 cầu thủ đá banh á cũng bị rồi sao vẫn đá là được mà. Vẫn đá lại được nhưng mà cũng phải dưỡng á, dưỡng cũng lâu á. Trời ơi, thằng Trọng Quế Anh cũng bị, thằng Trọng Phương Anh cũng bị, ba cũng bị, bữa ngồi bàn á Ủa vậy ba đứa bị dây chằng. mà nó có bị gì đâu bị chạy tới rượu luôn không? Không, thấy nó bị mà nó vẫn còn chạy bộ được. Vậy là nó hết rồi. Có mình chị ba bị. Chắc không biết nữa. Ba bị cái này là sụn chim nữa, còn tụi nó thì bị dây chằng thôi. À, bây giờ mình sẽ đi cắt cái ống cây mâm á các bạn, để mình vô mình nướng thịt ăn nha. Mình lấy có mấy ống thôi à. Cắt đi rồi vô trong nha. Như đây được rồi các bạn. Xài cũng không hết như đây nữa. Lòng. Lòng không à. Giờ mình lựa mấy cái con ốc hơi bự hơn chút xíu mình luộc để mình bằm chung với thịt các bạn. Còn bên đây nè, con ốc nhỏ hơn thì mình luộc ăn thôi. Lát mình cũng hấp thái ha. Mình làm kiểu hấp thái á. Ốc u hấp thái hả? Ý là mình làm kiểu chua cay á. Còn bên đây là ốc đắng các bạn. Nãy có con ốc đắng đây nè, đây nè. Cái con này nó có trứng nó đẻ ra luôn nè các bạn. Phải không? Mà ốc đắng đẻ con mà đâu phải đẻ trứng. Tài lanh. Các bạn ơi, cái dây bí của mình nè, bữa hả mà shipper cán mấy cái đọt hết trơn rồi, giờ nó phúng ra cái đọt non mới nè các bạn. Giờ mình sẽ cắt vô nha, chứ cắt điện cho nó ra cái đọt mới nữa. Để cắt xong mình đếm coi được mấy đọt nha. Gần đây gần đọt nữa.
Để mình đếm thử thì được mấy đợt nha các bạn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 cái đợt. Nè, như đây nè, được dĩa nhỏ nhỏ hả các bạn. Đây còn một cây rau ăn sống, chụp đại đi lát rửa. Còn cây cuối cùng á, chứ mình hết rồi, hết rau ăn sống rồi. Với đây trái dưa leo. Thấy các bạn. Trên đây cũng còn dưa leo nè. Cái này thì mấy bữa nữa mới có ăn. Khoảng 3 bữa nữa các bạn. 3 bữa nữa mới có ăn. Đây nữa nè. Nhì, các bạn thấy không? Cái này mình không có hũ phấn, cái hành ra đầu bự rít teo. Trời ơi, cây dừa cạn mà bị con sâu nó ăn nè các bạn. Các bạn thấy hai con sâu không? Đi đâu hết rồi? Mập lù luôn. Ui. Để bà không nghỉ trưa hả? Ê mẹ, đừng dít quá con mẹ. Đừng nhắc luôn á, em cũng nhắc luôn á. Mẹ dít xuống dưới đất. Mắt xin lại à. Mẹ dít xuống dưới đất à. Nó sâu. Ôi ơi, hai con mắt như cái đèn xe hơi. Khoan để cho con mượn hai mắt xin lẹ. Mẹ ơi nè, khoan nha rồi gửi hai con mắt cứt nè, ỉa tùm lum tùm la. Trời sợ quá. Hai vợ chồng sao còn con nào nữa không mẹ? Ui, hai vợ chồng đó nó bắn lông nhú lắm á. Con này không có lông con. Con này không có lông, con này có phấn. Hết rồi. Sao dừa cạn, con sau này là câu cá tra là y bài luôn á. Câu cá tra hay câu mấy con cá kia cũng được nữa. Câu cá đám cỏ đó mẹ. Vậy hả? Ừ. Con mắt nó xinh lẹ à. Pi đâu vậy? Pi ở trên... Ôi, như đi học như vậy. Pi vậy hả? Ủa. Lâu hả? Ừ. Ủa, con thấy sao? Nè. Kiếm này kiếm mày nó kỹ lắm á. Không kỹ lắm. Hai lấy con nãy bò lại đắng. Sao bò lại được? Hả? Đi rồi hả? Đi qua cây cầu đó đó. Đâu con kiếm rồi con. Con gung gung cái cây, nếu mà nó nặng nặng là có à. Ồ, sao không thấy ha? Ăn trụi. Ồ. Ăn trụi trơn mà sao không thấy làm sao? Không biết cũng đi trốn đâu rồi. Ở đâu lại ngắm này không? Không có. Không có. Đây, có hai cái cà các bạn. À, các bạn thấy không? Có hai trái cà. Bây giờ mình sẽ cắt hai trái cà này luôn để lát nướng ha. Cái này là còn nhỏ còn lớn nữa, nhưng mà thôi lát ăn này thôi thì cắt luôn. Đi. Thì đã ghê chưa? Có mấy cái rau cải xanh thì con lấy con làm salad luôn ạ. Chứ nó lên bông rồi mẹ ơi. Nè, rau cải xanh nè. Nó lên bông rồi nè các bạn. Giờ mình ngổ nó lên luôn. Cho trắm mình trồng cái khác. Ừ, kể coi. Không sao đâu. Ừ, con coi đi. Nãy giờ quên nữa. Cái củ cải đỏ này là hôm nay là bị trễ ngày ăn rồi. Ừ, đây đây. Nè các bạn, củ cải đỏ. Củ cải đỏ.
củ cải đường á. Ồ. Nó không có lớn nữa, nó có nhiều đầy rồi. Ừ. Trồng gì mắc cười quá, trồng méo xẻo quá sợ à. Hồi nãy giờ mình tưởng đâu là hái không có được nhiều, ai ngờ hái cũng được cả đống nè các bạn. Tại vì hết rau rồi, giờ là mình trồng là rau con không à. Thấy không? Đây là cái chén nước sốt xứ Thái của mình. Mình chế vô đây nha, trong đây có đường, tắc với tương ớt, với miếng muối, miếng nước mắm. Ốc này hồi nãy mình trụng nước sôi khoảng, dạo nước sôi khoảng 3-4 phút rồi mình lấy ra mình rửa sạch, xong mình nấu lại nước khác thì cái nước của mình đó, nó sẽ không có bị dơ, nó không có bị bọt á. Hồi nãy các bạn thì mình cưa cái ống mâm xong rồi, cái mình dồn ốc trộn với thịt vô trong đây rồi. Cái này á mình nướng bằng cái ống mâm như vậy nè, nó ngọt lắm các bạn. Rồi chắc để xích rau quá à, chứ ngay tiếng giữa nó lửa nó áp quá à. Hồi nãy mình hái hai trái cà nữa nè. Hai trái cà một lát mình nướng sao chứ giờ mình nướng nó sẽ khét á, nó sẽ cháy á. Nướng trái cà được rồi các bạn ơi. Bây giờ lửa nó hơi giảm cái lửa lại rồi các bạn. Trái cà chưa có chín luôn á. Trái cà này sao nó lâu chín dữ ta, nó còn cứng ngắt à. Nhiều khi nướng nó khô cứng vỏ ngoài chứ sao không chín cậu. Không, nó còn cứng ngắt hả? Cái này nè, tối quá. Khi chưa ăn, chị mình chưa ăn. Nóng lắm luôn á chị ba. Ừ, nóng lắm á. Mà nóng ăn cái này nó ngọt. Nó thơm nữa. Nó có cái mùi đặc trưng của cái ống tre. Với lại trong ống tre nó có nước nữa. Xin mời cô chú anh chị và các bạn cùng ăn ốc với gia đình mình nha. Rồi bữa nay mình ăn ốc đắng với ốc bu. Ốc bu mình nhồi thịt này với ốc bu hấp Thái luôn các bạn. Xin mời cả nhà nha, lần đầu tiên ăn ốc bu hấp Thái. Còn cái đọt bí này là tại vì ở nhà có một dây bí một, rồi sẵn mình hái luôn chứ để nó già các bạn. Hái đựng cho nó ra đọt mới. Ốc này biết ăn sao không? Nè chỉ nè. Bận ra vậy phải không? Thì đứt phải không? Cái lấy cái miệng này nè. Để tay nè. Cắt cái lớp cái đường đen mẹ, ăn thử cái này trước đi. Cái này còn nóng nè mẹ. Các bạn ơi, mình ăn thử cái ống tre này nha. Nóng không? Nóng sao không?
Chào anh. Nè, xin mời cả nhà nha. Ngon mà. Này là nước mắm xả nè, mắm xả chăm ốc. Ngon quá. Cái này á, bình thường á, ốc nó to hơn, nhai sẽ sực sực sực. Cái này á làm ốc nó hay nghiễn á, nhai á nó không có sực sực nữa. Là thịt nhiều hay vậy? Không, đúng là thịt nhiều mà tại ốc nó nhiễn quá trời, bốc khói luôn nè, nghi ngút luôn nè. Ốc nó nhiễn quá mẹ. Chứ thịt với ốc hình như cũng bằng nhau. Ui, bốc khói. Thôi để lấy đũa gắp đi. Con ăn chưa? Nó bốc khói. Ừ, thấy không? Rẻ vậy? Ngon phải mẹ. Đang thử củ cải. Củ cải này ăn đâu có vị gì đâu. Ăn không thấy vị gì cho. Nó mới ngọt. Củ cây đường mà cho nó không ngọt. Cái đường chắc đường ít hơn. Đường ít nó ngọt. Ăn ốc. Mình tính cái món ốc nhỏ này làm bán chắc ngon á. Ừ, lời lắm á. Nhà có một dây bí mật. Bình thường á, cái ốc này nè, ốc nhồi ấy xong rồi mình bầm á, lâu muốn chết luôn. Ốc nhồi bữa nay có cái máy lẻ lắm. Chắc làm món ốc nhồi chứ. Phải trồng cho tre ra nhiều quá. Hồi nãy á, nãy là mình tính bầm ốc. Mà nhớ lại nhà cũng có cái cối sai á. Bỏ vô cối sai không được 10 giây nữa là nó nhuyễn hết rồi. Vừa ấn xuống cái là xong rồi đó. Đói bụng quá. Cái món hấp thái này mình làm á, nó vừa chua chua cay cay mà cay nhiều cho nên mẹ ăn không được. Ăn được mà hơi chai cái lưỡi. Hơi theo phải không mẹ? Ngốc này à. Mà bình thường ăn ngọt lắm. Xin mời ông bà cô chú. Ngốc này hồi nhỏ mẹ vừa ăn nó ngọt lắm. Cũng thịt nó ngọt, mình luộc bình thường vậy hả? Ơi tính ra cũng giống ra quán ăn. Cũng có gạo xào, cũng có ốc. Ốc luộc, ốc hấp thái, ốc nướng. Rồi gạo xào, salad đều giống một quán chứ bộ. Đi ăn quán ốc á các bạn thì người ta cũng có cho một dĩa rau muống xào. Hoặc là ta xào ốc, người ta sẽ xào chung với rau muống nó xẹp cái ta bưng ra nó chung. Qua khói ăn này ăn đi. Hôm nào khói quên tiền. Con ăn chứ ngon mà. Đột bí này ăn giòn ghê luôn mẹ. Mùa mắt nó cắn muốn chết. Ví dụ đột bí này là sợ luôn tới giờ. Ngồi lạc đột bí luôn quá nó cắn mút quá trời quá đó. Nãy con cũng lạc cả buổi. Con không phải dân chiên. Con đột bí như cọp ăn mùa mắt rồi. Nhưng mà đột bí này ngon thiệt. Nó giòn mà nó ngọt. Nhưng ghê. Nhưng mà nó ngon mà. Mới hả? Không, cái này nó do là ở nhà mới hái. Chứ ngoài chợ thì nó hái trước ngày rồi. Sao ngộ thiệt. Mình cảm giác là ở nhà trồng á, ăn nó ngọt hơn ngoài chợ nhiều luôn các bạn. Ngọt hơn nhiều luôn. Nói người ta không tin, người ta nói ở cái này không như thế nào. Nhưng mà thiệt tại không liền. Mà thiệt hôm bữa mình hái cái dưa leo, mình để qua một ngày mình mới ăn. Nó vẫn ngọt. Nó vẫn ngọt như lúc mới hái, còn ra chợ mua cái trái dưa leo đem về ăn. Nó không có bằng. Nó không có ngọt bằng. Hút nhiều. Với phân này cũng màu lớn. Mình cứ nghĩ là do mình hái mình ăn liền nó ngọt. Nhưng mà hôm bữa là mình để qua ngày nó vẫn ngọt. Cái dừa mà cái loại dừa xiêm ấy ha, mà
Cái tay mới hái với tay hái hôm qua bẻ bữa trước chứ bữa sau hay là nó tay mới nó ngọt ngon mới chặt xuống liền là ngọt ngon chứ để qua bữa cái nó lạc lại. Nay đâu có đáp gì hát là hát bởi vậy ăn tại vườn mới ngon. Nhiêu leo mà mua hơn nhiêu leo nhà chị ba? Dạ, cái này có con cái à. Còn con cái à? Con cái màu à? Ăn này vừa mỏi tay vừa mỏi miệng nữa. Giờ tối mà không biết ai hát không? Ai hát karaoke? Ở nhà tao có đám á, thì nhậu đó. Cái món ốc cái này ngon, ốc nướng chè này ngon quá. Lúc nào cũng ngon. Lúc nào làm ăn mà lúc mới ăn vậy ăn hồi chừng vài khúc nữa là tự nhiên không. Tự nhiên nó ngán ngang luôn á. Gì không ăn quá chấm này nè. Ừ, có chấm nè. Không ăn thôi. Này dùng chấm này không ăn được. Những gì khó rồi. Vị nóng mà vừa cay. Ừ. Rồi ăn có băng rửa. Có thằng ăn bóc à? Nè thì ăn đậu. Ăn bóc ngon. Ốc nữa mà. Để mày ăn rau gạo ấy. Thôi đủ rồi. Ăn rau gạo ấy. Ăn rồi. Ăn đấy. Ăn nữa đâu. Ăn có một miếng rồi. Không ăn nữa đâu. Không ăn nữa. Không ăn nữa. Không ăn nữa. Ăn ít ăn nhiều cũng mang tiếng ăn này ăn nhiều đã. Cái ấm tre này nó nóng. Bỏ cái gì vô nó cũng chín. Lật hồi lâu đó, thiệt lâu luôn. Nó giữ nóng lâu đẹp. Con nhớ lắm. Tại nó hầm á. Con nhớ em. Con nhớ hồi lâu rồi mình hấp á. Con nhớ bỏ con cá cá. Ừ, cá trê. Cá trê bỏ vô dở ra nó gục xương luôn. Gục xương cá trê luôn. Cá trê thịt mềm à. Ừ. Ôi biết bên này chắc có 5 năm, 4 năm à. Đó là lâu lắm à. Con nhớ ta. Ờ nhớ là ngoài vườn. Con tôm á bỏ vô ống tre mà lượng tôm nó chừa vừa cái ống tre vừa ống tre hắn nướng xong rồi cái thịt ngọt lắm á. Trong tre nó có nước. Ừ. Mà không biết nó hầm mà thịt con tôm có gục không biết. Mùa mới mình làm một ống tre mình làm một con tôm nè. Ừ. Thử đi, mình làm tôm nhì vậy. Ha. Hai tôm nhì không mà không hết. Này ăn tôm xô. Ông bự lắm này lửa nhỏ nè. Ăn thơ bằng tôm cháu. Này nhảy lửa nhỏ. Để bên này có bự hơn cái tôm này. Lên nướng một bữa à. Ống này là ống nhỏ nhất nè, chứ còn ngoài có ống bự hơn. Mà ăn tôm nước ống tre chắc phải nước ống tre vậy vậy. Hay là không mình chặt nguyên cái lắm vậy mình bỏ ba con cái mình nướng nguyên cái lắm dài vậy nè. Ừ. chắc là nó ngọt nó ra mình bỏ mình cắt khúc vậy mình nướng nó cháy đuôi nó cháy đuôi cháy rậu. Nó ra cái nước ống tre chắc ngon. Nãy con chế nhiều giấm mà sao nó chua quá. Thôi bây giờ mình xin kết thúc video tại đây nha. Cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã theo dõi video của mình. Xin chúc cả nhà có một buổi tối thiệt là vui vẻ. Còn bây giờ thì mình xin chào và hẹn gặp lại.